Xin kính chào cô chú, anh chị em và các bạn đến với video đầu tiên của kênh Đường Phố Sài Gòn. Hôm nay em xin giới thiệu những góc quay đẹp về tòa nhà Landmark 81 của tập đoàn Vincom. Hiện tại em đang đứng ở bờ sông bên phía Thảo Điền, quay qua tòa nhà Landmark 81 và cây cầu Sài Gòn. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2021, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là bước qua giao thừa của năm 2022. Xin kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn một năm mới 2022 dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, bình an, tấn tài, tấn lộc. Hy vọng những hình ảnh này sẽ đem đến niềm vui, niềm phấn khởi cho mọi người trong năm mới. Trước mắt chúng ta là tòa nhà Landmark 81, tòa nhà cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Phía dưới thì có một con tàu, đó là tàu nhà hàng Sài Gòn. Con tàu này thì hoạt động vào buổi tối tầm khoảng 8 giờ rưỡi, con tàu sẽ bắt đầu rời bến tại bến Bạch Đằng, sau đó chạy dọc trên sông Sài Gòn. Trên suốt chuyến đi thì hành khách sẽ ăn uống và được nghe ca nhạc trên con tàu này. Sau đó tàu chạy khoảng 1 tiếng thì quay trở lại bến Bạch Đằng và hành khách xuống tàu. Để ăn uống ở con tàu này thì hành khách có thể đến sớm và lên tàu sớm ăn uống. Trong khi chờ đến thời gian là 8:30 thì tàu sẽ xuất bến. Phía bên trái của chúng ta là cầu Sài Gòn, cây cầu huyền thoại ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn hiện nay. Sau khi quay ở góc quay này, em sẽ tiếp tục chuyển qua một góc quay khác cũng rất là đẹp để quay tòa nhà Landmark 81 gửi đến cô chú anh chị. Trong ngày hôm nay thì thông tin từ chính phủ đưa ra, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo không được bắn pháo hoa, không tập trung đông người bởi vì tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp. Vâng, thưa cô chú anh chị, đây là một góc quay khác rất là đẹp ở bến tàu thủy Bình An thuộc quận Hai cũ, nay là thành phố Thủ Đức. Bến tàu thủy Bình An này là nơi phục vụ những chuyến tàu đi nội ô ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Dọc sông Sài Gòn có rất là nhiều trạm. Từ đây ta nhìn qua tòa nhà Landmark 81 rất là đẹp, ánh sáng lung linh. Để đi được những cái con tàu này thì chúng ta mua vé là 15.000 một hành khách. Tàu sẽ chạy qua nhiều bến, nếu chúng ta muốn xuống ở bến nào thì chúng ta xuống ở bến đó. Nhiều khách du lịch đã đến đây và dùng con tàu này để thưởng lãm những phong cảnh trên sông Sài Gòn. Tuy nhiên thì tình hình dịch bệnh thì cái con tàu này cũng hạn chế hoạt động. Hiện nay cũng đã cho hoạt động trở lại rồi. Và nghe đâu là cho hoạt động cả vào ban đêm để hành khách có thể xem phong cảnh Sài Gòn trên sông vào buổi tối. Và đây là hình ảnh của cây cầu Sài Gòn hướng từ quận Bình Thạnh về phía quận 2 cũ, nay là thành phố Thủ Đức. Hôm nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xuất hiện thêm khoảng 14 ca nhiễm chủng mới, đó là Omicron, đều là những ca nhập cảnh và cách ly ngay. Hiện nay chính phủ đang yêu cầu truy vết thật là nhanh những cái ca này, thì hy vọng những cái chủng này nó không lan quá nhanh ra ngoài cộng đồng ở Việt Nam. Vì không cho bắn pháo bông nên tòa nhà Landmark 81 chỉ sáng đèn như thế này thôi. Những năm trước khi mà đến giao thừa, Tết âm lịch hoặc là Tết Tây thì tòa nhà Landmark 81 cùng với một điểm ở bến Bạch Đằng bắn pháo bông rất là đẹp. Mọi người có thể xem ở hai nơi. Ngoài ra còn một điểm bắn pháo bông nữa là ở công viên văn hóa Đầm Sen. Và đây là một cái góc quay khác, em quay ở cuối đường Trần Não và đường Lương Đình Của. Ở góc quay này thì chúng ta có thể nhìn rõ rất là nhiều tòa nhà trong Landmark 81 cũng như là khu Vinhome. Những tòa nhà sáng đèn và rất là cao, rất là đẹp lung linh. Ở phía dưới là cái công viên chung của khu Vinhome. Khu này là khu công viên rất là lớn. Ngoài cư dân ở đây thì người ngoài cũng có thể vào đây tham quan và chụp hình. Phía bên tay trái của chúng ta chính là trung tâm Sài Gòn, trung tâm quận 1. Phía góc trái, cô chú anh chị có thể thấy là tòa nhà Bitexco.
biểu tượng là búp sen. Khung cảnh sông Sài Gòn buổi tối rất là đẹp và lãng mạn. Thời khắc giao thừa và năm mới cũng sắp đến. Kính chúc cho cô chú, anh chị em và các bạn có một năm mới thật dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho dịch bệnh mau qua đi và nền kinh tế của chúng ta sẽ được phục hồi. Khách du lịch sẽ được đi nhiều nơi trên thế giới, cũng như khách nước ngoài sẽ có thể vào Việt Nam một cách dễ dàng để tăng thêm nền kinh tế cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả Việt Nam nói chung, cũng như là những cô chú Việt Kiều có thể dễ dàng về Việt Nam thăm quê hương đất nước, thăm người thân và bạn bè của mình. Hy vọng những hình ảnh này sẽ đem đến những niềm vui, niềm phấn khích cũng như là nỗi nhớ nhà của nhiều người xa quê. Đây là video clip đầu tiên của kênh Đường Phố Sài Gòn. Trong thời gian tới, kênh sẽ phát triển và quay nhiều video clip hơn về cảnh đường phố Sài Gòn phục vụ cho mọi người, cô chú trong và ngoài nước. Kính mong cô chú ủng hộ, bấm đăng ký kênh, bấm like video clip và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin cảm ơn và chúc cô chú dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Em xin trân trọng kính chào ạ.